Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kết phiên giao dịch ngày 11 tháng 10, giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 69,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 69,9 triệu đồng mỗi lượng. Còn giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội ở mức 69,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 69,92 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng Doji tại Hà Nội được giao dịch ở mức 68,85 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 69,75 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 20 giờ 51 phút ngày 11 tháng 10 giờ Việt Nam ở mức 1869,8 đô la Mỹ mỗi ounce, còn giá vàng kỳ hạn ở mức 1883,6 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng vọt trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại Trung Đông, tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới. Ngoài ra, những tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tạm ngưng tăng lãi suất cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Trên thị trường chứng khoán, VN Index đã tăng phiên thứ tư liên tiếp. Chốt phiên 11 tháng 10, VN Index tăng 7,12 điểm lên 1.150,81 điểm, HNX Index tăng 2,83 điểm lên 237 điểm, Upcom Index tăng 0,29 điểm lên 87,75 điểm. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm 11 tháng 10 ở mức 24.065 đồng mỗi đô la Mỹ, tăng 2 đồng so với hôm trước đó. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại ngày 11 tháng 10 tăng khá mạnh, kết phiên được giao dịch phổ biến quanh mức 24.235, 24.605 đồng mỗi đô la Mỹ, mua vào, bán ra. Giá đô la Mỹ thế giới ngày 11 tháng 10 đi xuống, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt vào lúc 21 giờ 1 phút ngày 11 tháng 10 giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 105,68 điểm, giảm 0,14% so với phiên liền trước. Giá xăng dầu hôm nay 12 tháng 10 trên thị trường thế giới giảm do mối lo ngại nguồn cung được xoa dịu, căng thẳng giữa Hamas-Israel có thể không leo thang trên diện rộng. Giá dầu Brent đã xuống mốc 86 đô la Mỹ một thùng, dầu WTI về mức 84 đô la Mỹ mỗi thùng. Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày 11 tháng 10 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 1.600 đồng một lít xuống mức 21.900 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 1.800 đồng mỗi lít, giá bán là 23.040 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.180 đồng một lít, giá bán lẻ là 22.410 đồng một lít. Giá dầu hỏa giảm 1.350 đồng mỗi lít, giá bán là 22.460 đồng một lít. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.